công nghiệp này. Bên đây là đó, đây là bò các bạn này. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình đi tới qua cái giếng trước nha. Đây là cái đường ống mà mình bắt ra. Đây là cái đường ống. Đây là đường ống mà mình bắt từ giếng nước giếng chạy vô này. Motor này cần có một người để nước lên các bạn. Nhà mình mới bắt điện đây. Xung quanh đây nói chung là khô hạn lắm các bạn ơi. Cho nên mình phải cái đường ống này các bạn ơi, đường này nó là cũng từ đập ở phía dưới núi kia đây chị á. Núi cuối cùng á. Đó các bạn thấy không? À đó mình mới đổ về đây khoảng 5 cây số, bắt từ 5 cây số đổ đây mà dưới đập đó nó cũng có nước rồi các bạn à. Mình phải khoan khoảng 140 mét á mới có cái lượng nước để mà về đây nè. Đây của mình nó khô hạn lắm các bạn à. Đó, đây là cái nước vô giếng, nói chung là giếng này cũng đủ chạy mấy cái hầm lắm các bạn. Đó. Ngày xưa mình bắt cái đường ống này từ quầy suối vô này các bạn. Phía sau cái cánh cổng này là cái suối, rồi mình xong mình đào cái lỗ khoảng tầm 4 mét á từ mặt đất xuống. Rồi xong âm cái đường từ quầy đường này âm qua cái vô cái giếng này. Đó. Các bạn nào thấy quê mình mưa thì năm mưa được bắt sinh thân á, đất thì phường mà nói giờ nó cũng khô kém, không có sức sống luôn. Mình nghĩ dịch Covid cũng gần được tháng rồi các bạn, giờ ngày hôm nay mình sẽ đi vô lại. Đây hả, nó trước đây nó vừa đây bị đốt rồi, đây nó có lỗ nè, chỗ này là lỗ nhà của chim hồi xưa. Mình đi ra thăm chim bò xíu nha. Trộm nhiều quá mình hết nuôi gà luôn. Còn phía đây là chuồng bò, chuồng bò thì nhà mình nuôi có vài con này, nhưng mà cánh thấy đâu có kinh doanh đâu, kinh doanh thấy đây nhà mình nuôi nhiều lắm. Đây chuồng này cũng 50 con, chuồng này cũng 50 con. Rồi cuối cùng thì mình cũng giải tán tại nước đâu rôm đâu bò ăn. Bè 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 bắt cá nha. Tiếp nữa bắt hoài luôn. Mấy cái này người ta gọi là cái cui các bạn, cái cui mình đó. Tại nó trên cao á, mấy con bò ăn được, cái con mà nhỏ dưới thấp là con bò này ăn hết ạ. Con bò này biết cái chơi gì ăn, chờ mà chờ đồ ăn tư á. Mấy cái lá này bị mò nhiều quá các bạn, nên nó không có bò nó chê.
suối nha. Mùa nước ra thì mùa mưa đó, còn suối cũng khô reo. Bây giờ con suối này mình hay bắt cá bắt tôm ở đây không. Bây giờ tôm cá cũng hết rồi các bạn. Quá chậm các bạn, mọi các bạn thấy không? Năm giờ mình đi ra ngoài cái cổng này để mà tìm cái sẽ vô cải lại nha. Mình thăm mấy con cừu của mình. Chưa nước cho mấy con cừu đúng không các bạn? Chắc mình chuẩn bị làm để mình uống nước cho trụ. Dễ thương trắng, đây là mấy cừu con. Bè em thấy cừu nó dễ thương bơm. Là cái chung cầu như vậy. Chung cầu này nó giống như cái nhà sàn như vậy. Đó. Mấy cụ con nó trắng trắng dễ thương kìa các bạn.
nó sợ mình chạy ra đó luôn. Con sót lại là bị kẹt dây các bạn ha, bạn thấy không, bị kẹt dây nha. Chưa tới mùa hè mà tôi hú kêu với ta. Thì do năm nay học hành vậy chứ còn đúng là mùa này muốn nghỉ gì đó. Gần nghỉ gì đó. Thì nay giờ này nó kêu đúng đó, gần đó, nghỉ nó kêu lần vui. Ủa ngoài chị nó xong, xong chưa ta? Cái này nè, lớn này nè. Cái húng vậy, húng. Nào cụ này nè, cái 34 lại cái 37. Không phải ngoài. Thằng kiểu gì gió kiểu gì gặp sức không ai đó. Ai kinh thông. Sư phụ hả? Bỏ đó anh tăng đi học thợ hàng, thợ ông tiếp hả? Không có. Thợ hàng nhé. Chạy cũng lâu vậy bộ. Cái cách nào mà để cho nó ấy không ta? Cách nào để giữ lại cái lượng nước không ta? Lót sao lót cái bạc cỡ nào mà lót? Bạc dài đó, bạc đây rồi muối hả? Có lót không? Ủa không sao giờ sao lạ? Giờ đâu có nên dùng tao nó sạt mấy xuống máy. Máy bơm lại. Cũng tốn tiền cái hở. Gửi xe khô rồi. Hết trả. Bây giờ cho thế mà đào nghe nó vàng này định sáng tác cái bạc á. Đào lỗ xuống. Đào lỗ xuống lót bạc. Thì dưới đó nhiều dưới đó có con ấy dưới đó có lỗ sẵn hả? Lót bạc xuống mà ông chịu nó không rút á. Mà có rút này không á. Không vậy nó lúc ít cũng như là có chuyện không nữa. Đúng rồi. Mà sống hết. Rồi xuống cái ao có chữ. Đưa coi nào. Có chữ nào? Xuống rồi. Một đi giang xuống rồi. Xuống hàng lần hai lần vậy. Không chơi đi hết. Không chơi đi á. Bữa ôm dây điện nhỏng nè.
Gì dạ? Con chết đạn chết khô luôn mà chưa mà ấy đã mềm cũng mềm phải không? Chưa cứng chưa cứng không? Ờ cất kìa. Đây đâu, quay đây là đua à. Tèn đâu. Đua trong thùng đỏ à. Đua thùng đỏ đây thùng thân.
Đoàn, chiều ra chơi em, lên chơi em được không? Gì à? Ai người quay? Đấy là chiều nay lên nha. Lên chỗ ra rồi xe. Gì à? Gì à? Thầy chở nó chi nữa. Bây giờ quay hai cái chảy nước rồi nè, hai cố không chọn chữ á. Nói gì nói đừng quay, đừng quay chứ ngộ nghe không. Thank you.
Thank you.
giờ tôi sẽ đi ra đây để mà comment rồi làm lại nha các bạn. Ở đây mình nuôi cừu rất là nhiều các bạn ạ. À. Giờ mình hết mùi. Nuôi ít quá, số lượng ít lại. Lại không có cỏ để ăn. Để khám phá mấy con cừu đang ăn. Thấy mấy cừu con rất là dễ thương như vậy đó, mấy cừu con á. Phía đây là có nhiều con cừu nó đang ra đây nè. Đó, nó nè. Kéo đây kìa ta. Các bạn theo ở đây có rất là nhiều xương rồng. Đây là xương rồng chỗ xương rồng nó chịu được cái nắng nóng ở nên Phan Rang nên thận thôi nha các bạn.
mấy cừu của nhà mình nó kéo ở đây ăn hết các bạn ơi. Đi về thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ đi chăn cừu đó các bạn thấy không? Chăn cừu nhìn rất là dễ thương. Một tháng này thì mình phải đi vô Sài Gòn chuyến lại thôi, gọi là mưu sinh kiếm sống. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Và mình đừng quên nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Bye. Bên kia có cái chùa rồi các bạn, đó là cái chùa nơi một á, ngôi chùa nó có cái núi. Bên kia là xây dựng cái vật phun nước bằng tự động mà.
drone này mình đó, các bạn thấy không? Xong drone này mình tự lung lung ghê không? Bây giờ cũng chiều rồi các bạn ạ. À.